What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi mở hộp và cùng review sơ qua một em bàn phím cơ nữa. Mã của nó sẽ hiện rõ ngay trên cái hộp này luôn, Infi 75, phiên bản Lite nha các bạn, của nhà Keyverse đây, Infi Keyverse. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng xem trong bên trong có những cái gì nhá. Let's go! Đầu tiên thì như các bạn thấy cái hộp của nó khá là đơn giản thôi, không có gì đặc biệt hết. Ta sẽ mở hộp luôn. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có túi bảo vệ bàn phím này. Cái này bàn phím thì mình đã lấy ra trước rồi. Ở trong hộp hãng đã có tặng kèm thêm cho chúng ta một cái cover khá là chắc chắn. Tất nhiên là sẽ không thể thiếu được cuốn bí kíp sách hướng dẫn sử dụng. Cuốn này thì mình thấy có ghi hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc luôn các bạn ạ. Cho nên là các bạn chịu khó dùng Google dịch nhé. Nói chung thì nó cũng cơ bản thôi chứ cũng không có gì khó lắm đâu. Tiếp theo thì nó sẽ tặng cho chúng ta một cái cuộn dây, nhưng mà mình thấy dây của em này khá là lởm, chắc dây chỉ để sạc thôi chứ không phải là dùng để dùng thường xuyên đâu. Dây từ tay A sang tay C rất là bình thường luôn, cũng bằng nhựa chống rối. Có lẽ cái bản này thì nó đã cắt đi hầu hết những cái hay ho rồi. Chúng ta sẽ có thêm một cái nhổ switch kiêm nhổ keycap nhé. Như vậy là hết ở trong hộp rồi. Ok, và đây là em bàn phím của chúng ta, em Infi 75 phiên bản Lite. Và như các bạn thấy thì nó sẽ có phối màu giữa màu xanh, màu trắng và màu cam. Về cái màu phối của keycap này thì mình thấy cũng ok. Cái keycap này thì sẽ có phông chữ cơ bản, tuy nhiên thì các bạn thấy đây, nó sẽ in ký tự tiếng Nga ở dưới này. Mà mình thì không thích cái ký tự tiếng Nga này chút nào, thà là cái keycap này nó không có ký tự tiếng Nga thì nó sẽ đẹp hơn. Về cái layout của em này thì tất nhiên sẽ là layout 75 rồi. Chúng ta sẽ có một cái núm nhỏ ở đây. Và cái núm này thì mình thực sự là thấy nó nhỏ thật các bạn ạ. Nó nhỏ mà nó còn thấp nữa. Đây sẽ là một cái điểm trừ rất lớn của em này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy cái vỏ của nó sẽ hoàn toàn là bằng nhựa nha các bạn. Nhựa và nó sẽ kiểu trong suốt, chứ không phải nhựa kiểu nhựa trắng đục. Cầm lên thì cực kỳ nặng và đầm tay luôn. Rất là chắc chắn. Mặc dù em này sẽ sử dụng nó là gasket mount, tuy nhiên thì khi mình cầm thì không thể nào vặn xoắn được, cũng như là không thể nào uốn cong cái bàn phím được. Chứng tỏ là em này có kết cấu cực kỳ là chắc. Ok, chúng ta sẽ lật sang mặt sau nhé. Ở đây chúng ta sẽ thấy một cái tạ bằng kim loại nha các bạn. Cái này là bằng kim loại real luôn chứ không phải là bằng giả nhựa hoặc là nhựa giả kim loại gì đâu. Đó, rồi sẽ có cả CNC logo luôn, nhìn rất là đẹp. Mình rất thích cái kiểu như thế này. Nó sẽ rất là nổi bật với cái tông màu cam xen lẫn màu bạc của kim loại. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái khay để đựng nhiễm Berisilver. Nó sẽ có một cái tấm, có một cái miếng cao su để giữ lại. Cái này thì nó rất là cứng. Mình thấy mỗi lần mở ra đóng vô thì rất là khó khăn luôn. Nhất là bạn nào mà sử dụng lần đầu thì chắc chắn là sẽ rất là mất thời gian để mà mở cái này. Đấy, nhưng mình loay hoay một lúc thì mới mở được. Và cái cục receiver này thì nó không phải là dùng nam châm để hít, cho nên nó mới là một cái cọc kín như vậy và chắc như vậy để phòng cho trường hợp cái này nó bị rớt ra ngoài. Ngoài ra thì em này có thêm bốn cái chân cao su chống trượt và cũng không có nâng hạ độ cao nha các bạn. Cái miếng tạ này này, cái miếng tạ bằng kim loại này thì nó rất là to, nó lấn luôn xả sang phía bên trong và nó sẽ kiểu như nó lấp hết đầy cái khoang trống ở phía bên trong cái vỏ này, cho nên là các bạn cầm lên nó cực kỳ là đầm tay. Con này cầm lên rất là nặng luôn, nặng chịch dần như là bằng những cái con kim loại giá rẻ rồi. Và với cái tạ này thì nó sẽ giúp cho bàn phím cực kỳ cứng cáp. Đấy chính là lý do vì sao mà khi mình cầm con này lên mình không có cảm giác ọp ẹp cũng như là không thể vặn xoắn em này được. Bây giờ thì mình sẽ thử kiểm tra cái bộ keycap của em này nhé. Tiện thì mình mở switch ra xem luôn. Em này thì sử dụng keycap PPT Double Shot. Chuẩn thì sẽ là chuẩn Cherry. Như các bạn thấy thì cái keycap gốc của con này cũng rất là đẹp và cũng rất là dày dặn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra luôn cái switch. Switch của em này thì sử dụng switch của hãng luôn và của hãng Infi á, và nó cũng không có in cái logo gì ở trên này đâu. Tuy nhiên cái đặc điểm nhận dạng của nó thì là màu đen thui như thế này và cái stem của nó sẽ là bằng màu trắng dạng linear và đã được pre-lub rồi. Cái lực nhấn của nó sẽ khá là nặng và cái cảm giác của nó cực kỳ trơn tru do nó đã được pre-lub. Tuy nhiên thì như các bạn thấy là cái con switch này nó không có hỗ trợ xuyên led, đặc biệt là những cái con led dán các bạn ạ. Đó, như cái này nó lỗ của nó sẽ bịt kín hết luôn.
và chúng ta chỉ có thể cắm được những cái led mà led lồi lên á, nó cắm vào là cái led bóng thì mới có thể sử dụng được, tức là mới có xuyên led được. Còn những cái con led dán như cái mặt của con này đây thì các bạn thấy là chắc chắn là led nó sẽ không thể xuyên qua. Tiện thể thì mình cho xem luôn cái mặt nhé. Cái mặt em này thì sẽ là mặt xuôi, nó swap 5 chân đã được lót form đầy đủ rồi, cả phía trên cả phía dưới có cả switch pad luôn. Start thì tất nhiên sẽ được cân chỉnh rồi, tí nữa mình sẽ sao test sau. Ok, bây giờ mình sẽ thử bật bàn phím lên nha các bạn. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có cái cần gạt để chuyển từ mod không dây sang mod dây, cũng như là Win sang macOS. Nó sẽ có in chữ ở phía trên này. Và phía trên này chúng ta sẽ có một cái đèn báo nữa. Cái này thì dùng để báo pin đồ thôi, nhưng mà để đây thì chúng ta cũng rất là khó thấy. Đồng thời thì nó sẽ có thêm một cái cổng cắm tai xì ở đây. Và như các bạn thấy, sau khi mình khởi động lên thì chúng ta chỉ thấy mỗi cái led ở phần núm này thôi. Như hồi nãy mình đã nói về cái dòng switch này thì thực ra nó vẫn có led đang chạy ở phía dưới, nhưng cái switch này nó đã che hết rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Nó có led le lói đó, nhưng mà nó thực sự là nó không có tác dụng gì cả. Chúng ta hầu như không thể nhìn thấy led vì cái switch này nó đã che hết rồi. Và cái keycap này thì lại là keycap không xuyên led nữa, thì chúng ta lại càng không thể nhìn thấy led. Mặc dù em này có đèn led RGB nha, có thể tùy chỉnh được. Chính vì vậy mà bên mình đã có làm thêm một cái phiên bản nữa, đó là thay toàn bộ switch của em này sang một cái dòng switch khác, nó sẽ có hỗ trợ xuyên led đẹp hơn và để chúng ta có thể nhìn thấy được cái led của em này. Đây, chúng ta sẽ có thêm một cái phiên bản nữa. Và phiên bản này thì bên mình đã thay cái switch cũng như là thay luôn cả cái bộ keycap rồi. Mình sẽ thay sang bộ keycap pudding cho led nó xuyên qua tối đa có thể. Đấy, bây giờ mình bật thử lên nha. Đây, con này vẫn có led cực kỳ lung linh luôn. Và led RGB. Chỉ có thể thay cái switch thì chúng ta mới có thể nhìn thấy led thôi. Và đây, đây là cái dòng switch mà mình đã thay thế cho em này. Full pong và cũng là linear. Tuy nhiên cái vỏ của nó thì sẽ có hỗ trợ xuyên led mà led dán trên mặt, cũng đồng thời là cái vỏ của nó màu trắng, cho nên là cái led của nó lên sáng hơn nhiều so với lại cái phiên bản switch trước. Kết hợp với lại cái bộ keycap pudding như thế này thì chúng ta sẽ thấy được cái độ sáng của đèn led là không hề tối nha các bạn. Về cái chế độ đèn led thì tất nhiên mấy em dùng led RGB thì hầu như cái chế độ đèn led nó đều khá là giống nhau. Như con này thì cũng vậy thôi. Tí thì mình sẽ làm video về các cái chế độ đèn led của em này. Còn về sound test thì mình sẽ sound test luôn cho anh em nghe thử về hai cái tiếng gõ của em này. Phiên bản dùng switch màu đen và phiên bản đã thay switch sang màu trắng nha. Ok, như vậy là mình đã vừa mới cho anh em nghe thử cái sound test của hai phiên bản. Giá thành của nó sẽ rẻ hơn, tuy nhiên thì cái tiếng của nó nghe khá là trầm, kiểu hơi thấp một xíu. Đấy. Còn với cái phiên bản mà chúng ta đã xoay sang switch trắng thì cái tiếng của nó sẽ nghiêng về clucky hơn và tiếng của nó sẽ to hơn một chút. Về cái trải nghiệm strap của những cái thanh strap dài thì nó hoàn toàn không thay đổi nha các bạn. Rất là ok. Hai con đều có lực gõ gần tương đương như nhau. Còn màu trắng này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn một xíu. Và cái đấy thì tùy option mình chọn thôi. Cái nào cũng được, mình thấy gõ cũng rất là ok. Nếu mà anh em muốn tham khảo thêm về cái thông tin chi tiết của em bàn phím cũng như là giá thành hiện tại thì anh em cứ click vào link trong phần mô tả của video nhé. Còn nếu mà anh em có thắc mắc gì về chiếc bàn phím này thì hãy cứ comment trong phần bình luận. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye.